yêu thật rồi mà nào đâu có phải là tôi đâu. Nơi vui trời xa có hạnh phúc bên người ta không oan ai. Đêm đêm nằm mơ tôi bật khóc vì yêu anh. Không thể xin lỗi được hoàng yêu. Thành lòng qua khó để quên được oan. Tôi lỗi người ơi con chi. Xin hai chân kiếp đò đen. Thôi hay mẹ bao ra bia. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai. Đây là một thành phố núi cô bác quý anh chị. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một ngôi nhà chung khá là đặc biệt. Một ngôi nhà của 130 bệnh nhân tâm thần mà được gia đình của vợ chồng chú Phước và cô Hà nhận về nuôi ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Ở đây có những hoàn cảnh lang thang ngoài đường được cô chú đem về nuôi, có những hoàn cảnh vì nghèo khổ con lại bị bệnh như vậy mà không có tiền chăm sóc quá thì cô cũng nhận về nuôi và xem như là những thành viên trong gia đình, mọi người rất là yêu thương nhau. Mời cô bác quý anh chị cùng xuống đây với Bùi Hồ ha. Các anh ở đây dễ thương lắm cô bác anh chị. Dạ, mình tên là nhiều lắm. Tên đi học là A Đoan. Còn tên thường gọi thời là Abren Abul Aduk Abrin. Tên gì? Abrin Abren Aduk Abul. Tên nhiều tên vậy? Tên đi học là tên A Đoan. A Đoan, gọi là A Đoan đi ha. Dạ. A Đoan bao nhiêu tuổi? Dạ, 35, sinh năm 89, năm Tị Rắn. Đến đây bao lâu rồi? Dạ, 11 năm, từ 2013. Vì sao mà vào đây? Dạ, hát hay quá, thi vô hát hay lớp 10 giải nhất, người ta ghen tị vô phòng trọ lấy cái đàn đập vào đầu, tổn thương cái đầu ạ, cái đầu con người mình ạ, rồi nó lấy cái dao nó chém nơi cũng đền hư ạ. Trời ơi. Mà anh Đoan là người đồng bào đúng không? Dân tộc Sơ Ra, nhắn của Sơ Đăng. À, Sơ Đăng. Nhắn của Sơ Đăng, còn nhân. Gốc là Sơ Ra. À, Sơ Ra. Thôi mình xích vô trong đi. Anh Hồ có thấy không? À, đây là một điều cực kỳ bất ngờ. Đó là một bệnh nhân đang dẫn mấy anh em vào để thăm mấy anh em tâm thần khác. Và đây là một bệnh nhân nhưng mà nói chuyện thì... Anh nhớ hết luôn á. Nhớ hết trơn. Dạ. Và anh nói anh hát hay quá nên anh vô đây luôn. Đúng không anh Tâm? Đây, đây. Hát đây. Đây, đây. 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 Đây, hát đây. Đây, tôi hát đây. Tôi hát đây. Hàn, chào mấy bạn từ miền Tây đến. Chào mấy bạn từ miền Tây đến. Chào mấy bạn từ Gia Lai đến. Miền Tây. Từ miền Tây. Chào miền Tây. Bến Tre. Quận Bến Tre. Bến Tre. Đồng Tháp. Đồng Tháp. Kéo vừa cho cái đàn. Bến Tre Đồng Tháp. Lên được không anh Đông? Ai lên? Anh lên đi. Dạ. Anh. Kéo đàn ta. Có in. Kéo đàn ta đâu vừa thôi. Sao? Có điện thoại sao? Có in. Có tiền mua. Có tiền mua hả? Nhưng mà anh phải hát chứ. Chưa. Anh thuộc hát bài hát chứ. Thuộc nhiều chứ. Anh hát bài gì? Dạ, anh hát bài thì cũng có đàn guitar chứ. Có đàn guitar nhạc chứ. Nhạc đàn guitar chứ. Anh Đoan ơi, tụi em thì mới lần đầu hát đây. Nhưng mà anh phải hát chứ. Anh Đoan giới thiệu tên của những thành viên trong gia đình của anh. Anh nhớ hết không? Dạ, đây là chú Lợi. Chú gì? Chú Lợi. Đây là anh Dũng. Đây là anh Tin. Đây là em Hàn. Đây là anh Công. Đây là anh Hin, đây là anh Hành, đây là anh Hậu ạ. Anh nào hát hay nhất? Anh. Qua sau anh vác cái loa cho tôi hát này. Vác cái loa. Dạ. Anh này hay hát thường xuyên này. À. Rồi đàn đi. Anh này đàn đi. Anh Hành ở Đắk Lắk. Vậy bây giờ mình mở màn bằng một bản anh đàn. Chúng ta hát lắm. Được không? Hát đàn cho anh hát đi anh. Mình đánh cho mình hát thôi à. Vậy hả chứ anh này hát không được hả? Mình không biết đàn. À, anh Đoan biết hát mà không biết đàn. Giờ dạ, đây ai biết đàn anh Đoan? Không có ai hết á. Cô chú anh chị có thấy cô mình nghe Đoan thôi. Chứ cô mình nghe Đoan hát thôi. Chứ cô mình nghe Đoan không biết hát. Độ bệnh này. Anh đàn nó hát thôi. Quên rồi. Nhốt rồi. Con bị nhốt rồi. Tết này cho về hả? Hát bài gì Hàn? Hát bài gì? Dạ con hát bài. Giờ mới nhận. Rồi sát tổ. Hát bài gì? Dạ bài tình mẹ. Tình mẹ. Tình mẹ. Thế là đúng không? Đang chỉnh dây á. Đang khác rồi. Khe nằm rối thòng. Cài đèn máy tông xanh mẹ yêu. Anh thôi thì nào có thu nào. Có thu nào giá thì giờ. Có thu nào giá đây. Vì năm tháng trời.
đề là anh đã chăm sóc. Hay vậy. Con nào đâu có biết. Em mới đây. Đang ta trong nhà nó em buồn nguyện. Bão gió mưa tình yêu vẫn thiết tha em đẹp. Mẹ đã trước tiếng ngà đồng mà dùng con khi đông này. Dù cho con mang bao nhiêu năm rồi, mẹ nào cũng muốn tâu nước mắt cho con thương ai nụ cười. Mẹ nào có đúng đeo tư tâm cho có bao đẹp mùa dài. Là mẹ nắng có hoa xin chào thương nay. Mẹ có thật đông bên hiên cạnh mưa bay trên mùa ruộng thì xin vãi ra khi cạnh mẹ bao xa phía trời. Lên đây ngồi đi anh Đoan, lên đây ngồi đi. Giấc mơ Tao Huy. Em mừng cái bây. Ngào đây này hát bài giấc mơ Tao Huy. Hay quá. Giấc mơ Tao Huy. Dù mơ cho Ti à. Ờ. Có biết hát được không? Có biết hát được rồi. Nghe rồi, để thì là nghe luôn rồi. Ừ. Cái đàn mới mà tôi thật mà. Đàn mới mà, đàn mới mà. Hát cho hay vào, có lì xì. Nói ấy, tôi đã thấy trên ngọn nó ta có ai mà chỉ có ai. Mẹ đã có hát hay vào nhờ. Qua đã sống, mùa đông. Không mùa đá mưa, có một mùa và chỉ có một mùa yêu nhau. Ở đời ấy, đàn thiệt trắng nhấp nhô quanh đồi. Một mái tranh leo, một nhà sàng tiền vui. Ở đời ấy, qua đã sông cuộc sống yên bình. Hai nghèo cũng có cây đàn cha mi. Khi đúng đẹp quay giờ dây đàn đã đông đài. Tôi năm nay ôi đàn này yêu sợ ta có đây thì để đuôi mà tiếng đàn cha mi. Tôi yêu Chao Vi không còn có đơn không buồn không vui. Tôi nghe Chao Vi chặt thấy đau lòng về. Ôi Chao Vi, Chao Vi, Chao Vi. Tuyệt vời. Giờ anh hát bài gì đây? Bây giờ Aron tính anh hát bài gì đây? Cho anh đoàn hát bản nha. Rồi Aron hát đi. Rồi. Bây giờ anh hát rồi, để Aron hát. À, đoàn hát bài Khi Phải Quên Đi ạ. Dạ. Quay phim cho Aron hát. À, đau buồn chẳng khi phải quên tên anh. Điều phơi pha vui tiếng làm gì tình đến cứ đến khi ta lìa xa để thấy trong cuộc đời tình yêu phơi pha đau buồn chẳng khi phải quên tên anh tình yêu phơi pha vui tiếng làm gì. Cuộc sống tiếp diễn sẽ đưa em đến người khác để thấy trong cuộc đời tình yêu phôi pha. Nhưng anh đau khi anh đang mất em.
làm sao anh quên đi khi năm tháng ấy. Từng hoài niệm đó anh ghi vào tim và phút năm mà anh giữ lại mãi, xua tan đi khi ta cô đơn. Nhưng em đau khi em giật cắn tay, rồi quay lưng đi khi anh cứ níu. Hình bóng ấy cứ xa mù khơi, và tiếng nói ấy khi xa màn mưa, cho vơi chua cay giây phút có em quá rồi. Sau đây tôi sẽ hát bài xin hết ạ. Hứa với mình rằng quá hay anh Đông. Đông đánh đàn thành hát. Hứa với mình rằng em không được không ạ? Anh muốn gì thế trong thời nơi khách sạn. Cô xô bên đây hát được không anh Đông? Cô này cô giọng như vậy muốn ăn văn trước đây ạ. Cô giáo hả? Dạ. Hồi trước dạy môn anh văn. Văn. Ồ. Anh văn anh có từ đây. Ôi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi. On the border. Đây là thích cho on the văn tu. Rồi, anh Đông đánh hát cho bà đã. Hát hai ô ô. Đó xin ạ. Ôi, nhân đổi qua xin. Ôi, nhân đổi qua xin tiếng kiều. Bao chia ngày chưa nàng yêu anh tiếng thế còn mực đắng lắm vậy mời lúc qua sông pha ra đây lần tiếng này rồi một chiều thật ác được tình quá chi tiết cho khi còn trên mặt đất cao phúc qua cuya lần hương vàng phần sao có đèo sau thì ăn tiếp mà đường về trốn thác đời kiếm không còn rất lâu giờ thiếu người chưa ai ở đời quá. Cô hồi trước cô đi dạy tiếng Anh hả? À, cô dạy cô dạy ở đâu? Dạy ở trường của Mỹ. Rồi mình bị bệnh sao vậy? Mình bị bà già bà đánh thầm đấy. Bị mẹ đánh? Bà bà chồng. Bà bà chồng? Đánh thầm đấy rồi. Bị mẹ chồng đánh. Cô ở đây lâu chưa? Cô vô lại này hơn tháng. Cô năm? Dạ. Cô ở này nên năm rồi. Ai chưa? Cô tên gì? Ba. Cô ba. Cô nhiêu tuổi rồi? Nay 64. 64 rồi. 64 tuổi. Dạ. Cô còn nhớ câu tiếng Anh nào không? Anh đi qua đây đi thấy ở bút con đường. Ta coi là. Nghĩa là gì cô? Thôi làm gì đấy. Thôi làm gì đấy. Thôi làm gì đấy. Thầy quan tu tên phải chứ. Nó phải tên là một. Tu tên phải có chứ tên này. Cô có chồng không cô? Cô chồng chết rồi. Ờ, có chồng, cô đánh mẹ chồng đánh ngoài chồng, chồng mất rồi. Cô có con không? Bốn đứa chồng. Bốn đứa. Bốn đứa mà coi như là chết mất. Cơ bởi mình rằng em không. Tất cả điện là nó tắt cái là nó nhiều ấy. Ở đây là nam không à, có mình cô là nữ hả? Dạ có, cái nữ. Nữ phải cô ở đây. Được bao nhiêu người nữ? 15 người. Ở đây buồn không? Dạ buồn. Buồn hả? Dạ. Có muốn ra ngoài không? Muốn ra ngoài chứ mà cái hồng nó to đi, cái hồng không to đi. Thì phải ớn nặng nó. Khoái chơi bóng này lắm hả? Chơi bóng cho giữ eo. Cho nhỏ bụng lại. Bụng nó nhỏ lại lên nước như là bọng. Anh Đôn, anh biết cô không? Cô ba. Cô ba hả? Cô ba vô đây lâu chưa? Dạ, như là 2-3 tháng rồi. Mới vô là 1 tháng. Còn con thì 11 năm rồi, 2013 đến bây giờ 2024. Này y này, nhìn này. Chồng con muốn nó cánh đi. Bây giờ đi sao y? Lòng y. Anh Đông bây giờ là có cái đèn này là niềm vui đúng không anh Đông? Dạ. Cái đèn này là niềm vui. Bạn em đàn cho anh hát được không? Dạ, bài cho bạn cho tôi được không? Dạ được. Dạ được. Anh đàn anh hát luôn á. Dạ. Đàn đây. Bắt đầu. Dạ, chơi gắn cái nha ca sĩ. Hành để im cho đoàn hát nha. Tiếng hành hát sau. Ok. Hành
Ngày xưa thật nghe hồn nhiên, là tôi mộng mơ thân tiên, trong ngàn nắng mai ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương về đây sớm, đàn ta hồn tôi nhẹ lặng biết đâu mai đây làm đời tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi chờ bàn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi chờ bàn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Lời ca còn mãi chờ bàn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi chờ bàn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời, từng nụ hoa trao nhau còn đẹp mãi chờ bàn cho tôi. Hay quá luôn. Anh em thấy không bạn? Có ca sĩ đăng ký những bài chân nha. Nhà hát chay mình không đếm được ạ. Hát chay đã cho chú này hát chay ha. Rồi. Hát cái thêm 10.000 mua cái trà nha. Dạ. Thì thêm 10.000 mua cái trà. Cho xin 10.000 mua cái trà. Dạ mua cái trà, trà gói trà. Gói trà. Những bàn chân. Đoan đặt cho hát đi. Không có cà mau đi. Bàn chân trần trên. Sau đây tôi hát bài. Áo mới cà mau. Đi rộn rã bồi hồi. Dạ Phương bầy xe chín suối mười đều. Cái kèn con chiền đêm nào thôn thơ. Đêm trong veo trong veo. Nhớ rong bùng bùng ánh lửa. Cô gái giờ rơi. Hát câu gì. Hát câu gì mà chẳng nhô lên. Ê ê ê. Nhớ rong bùng bùng ánh lửa. Rồi cần lâu năm. Trong đáy mắt em. Anh tiếp cận tiếp cận mà không biết thì trong nhịp nhàng trời trong chân anh tiếp tới mất nhau thôi. Cho chú này hát thôi. Ca sĩ hát hay quá, vỗ tay đi. Đây tặng ca sĩ ha. Đây 10.000 một bình. Bây giờ tại vì chú này hát mà mình đã hứa với chú rồi, cái thằng ca là cho thì không có hết được. Ấy rồi hát bài nữa. Ấy rồi hát bài hết. Số anh mày mới được gắm em. Hát to vào. Số anh thì người ta mới nghe chứ. Hát to người ta mới nghe chứ. Số anh mày mới được nắm đôi tay. Dù là ngày vui nhưng anh cảm thấy vui. Đúng là anh chẳng được em ngây. Đúng là anh chẳng bằng được người ta. Anh chỉ là con tim yêu thương thôi. Nên chờ anh chia tay anh bỏ tay. Đấy thấy chưa? Anh nằm đành đêm rồi xe đôi anh một thời gian. Thấy đầy xì chưa? Nhớ em nhiều lần nhưng không thể nào nên nữa. Vì người dẫu sáng nay mà những ước mơ sẽ vời. Mà giờ anh không thể nào mang tới. Chỉ trách riêng mình thôi, anh chỉ trách riêng mình thôi. Mong em bình yên và hạnh phúc nơi chốn ấy. To vào. Xin anh ngồi đây hôm nay nhớ mong đợi chờ. Dù đã chia tay, anh đã bỏ tay thầm rồi. Ồ, anh tên gì? Vâng, em tên là... Em cũng xin hát một bài truyền tình của anh, cũng xin 10 đồng để mua thuốc lá hút ạ. Dạ, anh tên gì? Chưa khoan, khoan, anh tên gì? Em tên Đức, em ở 4 năm nay rồi. À, anh Đức quê ở đâu? Quê ở Bình... Tuy Phước, Tuy Phước Bình Định. Bình Định, rồi... À, anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 30 rồi. Mình phát hiện cái tài mình hát lâu chưa? Dạ em thuộc ở trong tù ạ. Thuộc gì? Em thuộc trong tù. À 30 rồi, có vợ con gì không? Dạ, chưa má quen con kia giờ vô hôm nay. À mới chưa vô đây. Bây giờ gì nè, ở đây là tụi em có ít tiền lắm. Thì ca sĩ ở đây làm hát này hứa với ca sĩ này ảnh hát mình phải trả phí cho ảnh. Nè nó rảnh rồi em trả cho anh 10.000 để ảnh mua trà anh uống nha. Mấy anh em của em cũng ít xịu tiền à. Cảm ơn anh. Sau đây. À anh gì tên này cái gì? Anh Đức ha. Quay phim nhớ là ăn uống nhiều vô giữ gìn sức khỏe nha.
hát luyện tập hát hay là mai mốt là người ta vô hát mình phục vụ cho cô chú ta nghe. Cảm ơn anh. Rồi. Còn em anh Khe Cà Bang. Trước em nằm xây dựng á. Ở Cao Bằng. Ờ anh Khe Cà Bang. Anh Khe Cà Bang. Anh Khe á. Anh Khe, anh Khe. Khe Cà Bang. Hôm nay là hồi trước em nằm xây dựng á. Sau này em bị đi chơi trong bạn bè á. Đi ra đường bị người chơi đêm này. Rồi sau này em bị đau luôn, bị đau đầu cho nên bị gì hết á. Không ông ngồi ra tòa hành nói chuyện này. Im để tôi ra. Rồi bây giờ là mặc cái áo bảo vệ luôn. Bảo vệ. Bảo vệ ở trong đây. À, tính hát nó hay sao? Giờ hát cái bài hát bài gì? Hát bài gì hát đi nó cho mọi người nghe. Giờ ta đang còn chi mãi trong tay mà đâu nên giờ mới đáng cay tiền kiếm như nước rồi đó mới thấy thân xa không nhận ra ta mau thấy tội lỗi nhân thân ta giờ đây tiếp sống căn nhà không người thân ta mang đây tội lỗi người ơi con chi xin hai chân kiếp đò đen thôi hay tiếp ta khuya rồi tôi ngồi đếm sao sương soi lần ớt hôi bờ hương anh chàng không còn nữa biết đâu là yêu đàn ấy đàn ấy đấy. Đứng bây dưới giờ con đường mưa đây này đứng dưới con mưa thấy chưa đứng dưới con đường mưa rồi cho nhiều vui tạm biệt nhé những đau hơn tạm biệt nhé nỗi mòn thời chỉ có anh một bàn tay ôm lấy em để ngày mai anh biết yêu thương cảm ơn em đã cho anh một tình yêu cảm ơn em đã cho anh một tình yêu rồi xong giờ mới có nhớ anh không công mẹ em nói nè anh với lại anh này hồi nãy cũng hát rồi giờ mỗi người 10.000 được không có tự chia được không tự chia tự chia nha được hứa đi không giành lộn đây nè đừng có lộn được không anh đổi cho ai đổi 20.000 đấy dành tí xíu nữa em đổi cho tí xíu nữa đổi cho có 10.000 không cho nó 20 đi nè của hai anh nha dạ dạ không có giành lộn không anh giành đây 10.000 nè anh Đông ơi đây rồi vậy ha anh Đông anh nói anh muốn hát nữa nè Nhân ơi giờ bài hát của em là chuyện tình của anh chuyện tình của anh là anh nói là anh hát để mà chỉ cần lệ phí cái gì show diễn này chỉ có 10.000 thôi đúng không dạ để làm cái gì để mua thuốc lá hút cô hạt bán cô hàng bán ha cô hạt bán trà bán cà phê bán nước ngọt bán thuốc lá hồi nãy giờ anh bán quẹt nãy giờ anh đoan là đàn nhiều nên mình lần này mình cho anh đoan lần ảnh hát để giúp vui nữa mình cho anh 20.000 được không nha cả nhà không phân biệt nha vỗ tay cho đoan đi cảm ơn chuyện tình của anh ạ chuyện tình tôi bao lâu nay vẫn giữ nguyên vẹn cho oan mặc dù oan đã thôi yêu tôi lâu rồi bạn bè tôi luôn hỏi tôi sao không giữ nguyên vẹn cho oan để giờ đây oan bước theo người ta oan lên kiều hoa với ai kia mất rồi oan lên kiều hoa nghe báo tin về tôi oan lên kiều hoa với ai kia mất rồi mà nào đâu có phải là tôi đâu trời xa có hạnh phúc bên người ta không oan ai đêm đêm nằm mơ tôi bật khóc vì yêu anh tôi xin lỗi được oan yêu thành lòng qua có để quên được oan bây giờ qua thì lấy 10.000 thôi mình đánh đàn vừa qua đánh lại được không xóa hết dở quá từ chối show luôn nhặt với 10.000 thôi bây giờ thêm bài nữa cô ưng 1 phút thôi đúng không hát bài khác cô ưng 1 phút được không dạ người ta nói người ta nói có một người vẫn yêu một người vẫn đợi chờ giờ cho người ấy không về ngày buồn ôm ôm kỷ niệm hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy người ta cứ nói đừng quá yêu người ta cứ nói đừng quá tin tình yêu sâu có chẳng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời đừng em cố gắng tìm thấy nhau đừng em cố bước cùng nỗi đau tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn người ta cứ nói đừng quá yêu người ta cứ nói đừng quá tin
tình yêu giàu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi mùa hè. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người bước qua biết bao cuộc tình, cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, không nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Ôi trời ơi, đây số diễn này là nhận bao nhiêu? Dạ gì nhiều nói. Dạ anh cho bao nhiêu như lấy chừng đó ạ. Anh nhận bao nhiêu? Đây anh Don, thật ra là ở đây là vừa đàn nè, vừa hát mà cái nào cũng hay cũng giỏi hết á. Nên cái show này là cho là 9 điểm thôi, không được 10 điểm. 9 điểm thôi, nhưng mà là có uống cà phê với là hút thuốc luôn. Đúng không? Dạ, cảm ơn. Rất vui vẻ ha. Đây là món quà của mình, là mình xin cảm ơn ủng hộ của quý vị và các bạn ạ. Anh Don anh nói rằng là khi mà ảnh thích được đi hát, đi diễn để mà được nhận lại giống như những cái tiền show mà ảnh vô đây anh ấy cũng giấu đi. Giờ em cố gắng một bài Mắt Đêm nha. Sâu trong đáy mắt em nói gì cười mà thuyền. Không là cao xa, không thật gần nhưng chưa chán. Khi tôi mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em âm lừa soi lối về. Khi tôi vấp ngã, mắt em luôn dịu êm, vừa đốt cháy lên như lời đôi mắt nói. Muốn được bên em để đắm chìm trong màn đêm, từ đây mất đi cao vời đôi mắt ơi. Mưa vui cũng chán trăng cơn ngày qua, bao nhiêu ước mong sao giờ xa quá xa. Bao nào ước muốn màu nào đầy vơi, cười được cháy lên như lời đôi mắt anh. Mắt đen em đôi khi lúc lên thật tình thôi, mắt đen em để trái tim tôi tụt bè. Khi tôi mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em âm lừa soi lối về. Khi tôi vấp ngã, mắt em luôn dịu êm, tôi đốt cháy lên cho niềm yêu hoàn thời. Mắt đen em đôi khi lung linh thật tin thôi, mắt đen em để trái tim tôi tụt bè em. Mắt đen em hãy cháy một lần thôi, mắt đen em hãy thắp lên ngọn lửa đam mê. Mắt đen em hãy khát khao, thắp lên ngọn lửa đam mê. Rồi anh có muốn nói là gì với quý vị khán giả không? Dạ bài này chắc là hoàn hảo nhất ạ. Còn mấy bài khác là chưa hoàn hảo ạ. Hiện nay anh đã hát được bao nhiêu bài rồi? Người ta quay trong mạng à? Dạ, bài nào cũng hát hết được 20 bài ạ. 20 bài là thuộc hết 20 bài. Dạ. Anh Đoan ơi, hát với nhạc sĩ nổi tiếng ở Đà Nẵng cũng có rồi. Tên gì? Anh Cường. Nhạc sĩ Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng xuống đây phục vụ cho em hát đó. Riêng mình em hát rồi anh ấy chơi đàn dạo vô tư luôn, anh ấy là chơi đàn là phải nói là được. Em là chuyên về hát, còn đan đàn là phụ thôi. Đan đàn là biết là 2-3 bài thôi à, 4-5-6 bài thôi à. Gai sọt vậy thôi. Hồi xưa anh tập bao lâu anh mới đạt được vậy? Dạ tập từ năm học lớp 2, cấp 2, xin lỗi, năm học cấp 2 nó lỡ hết da tay, nó rách hết da tay rồi, bây giờ nó chắc rồi, tay không lỡ nữa. Còn hát thì tập bao lâu mới được hát được như vậy? Hát thì có duyên hát với thầy từ cấp 2, bài Bụi Phấn. Bài Bụi Phấn đến cấp 3 đi hát cho nhà trường luôn. Rồi đi hát rập cưới, rồi sinh nhật, rồi mừng nhà mới của họ. Rồi lễ ở nhà rong của bản làng. Rồi
Rồi Đoàn là người điên hay đi rừng hát một mình, tập hát trên rừng á. Đi một mình hát cả ngày cả đêm như vậy á. Nhưng anh... mà cái show anh nhận nhiều tiền nhất là nhiêu tiền? À, nói chung là vì họ biết em hát rồi. Bên chị Dung ở Hà Nội lấy chồng ở gần đây á, đi phục vụ ở đây miết. Từ Nhà Trang và từ chị Dung cho em, nếu em nhận thì chắc hơn 100 triệu rồi. Mà em không nhận thì nó cho 20 triệu thôi. Em nói em không nhận bởi vì ca sĩ bất đắc dĩ. Không giống như Ưng Hùng Phúc, không giống như ca sĩ Mạnh Vũ, không giống như Lam Trường. Làm sao em dám nhận được 70 triệu, 80 triệu, 100 triệu. Bên Nhà Trang cũng cho 5-6 triệu. Mà... xưa mẹ tôi gánh rau ra bán chợ huyện xa, một bên gánh rau một bên gánh con, cả cuộc đời dài nắng dầm mưa. Rồi một hôm tin mẹ hiền, làm sao con trả được gánh rau này một đời nuôi con, gánh rau này một đời con không quên. Tin mẹ hiền như biết bao la đời khổ đau, mẹ nhân riêng mình niềm sướng vui mẹ dành cho con, bao lời yêu là bao trắc trở, câu hát này mẹ hát ru con. Mẹ ơi tin mẹ hiền, làm sao con trả được gánh rau này một đời nuôi con, gánh rau này một đời con không quên, gánh rau này một đời nuôi con. Gánh rau này một đời con không quên. Xin hết ạ. Hát bằng cả trái tim hả? Hát bằng cả tất cả những cái tình cảm của mình. Anh thương mẹ không? Dạ, thưa anh nhân, ai ai con của gia đình thì con của xã hội thì cũng thương mọi người hết. Nhất là về gia đình thì thương mẹ hết. Nhưng mà em đã có lầm lỗi thưa anh nhân ạ. Trong cuộc đời của em kể thật, em không úp mờ mờ nữa. Em có một lần chém chân mẹ ra máu chân, từ bắp chân xuống lòng bàn chân, đi tầm xa xịt thuốc cho nó hết chảy máu. Khi đó là em cũng nói về hoàn cảnh của em luôn, không phải là em cố tình làm như vậy. Khi đó là em bị đau lên cơn trong người, không kiềm chế bản thân. Em thấy mẹ mong là giống như Giê-xu cứu mình, không cho mình đau nữa. Sao mẹ không đau mà con đau miết như vậy? Mà lấy cây dao chém chân mẹ, lo như vậy là sai lầm rất lớn trong cuộc đời của Đoàn ạ. Em hiểu vì sao anh vô đây rồi đó. Tức là có những lúc anh không có kiềm chế được, đúng không? Chứ hồi đầu giờ thấy anh nói chuyện rất là tỉnh táo, nhưng mà có những lúc thì anh không kiểm soát được mình. Khi nào đau nhất anh Đoan? Ban đêm từ 6 giờ tối đến 7 giờ sáng nó lên cơn. Đau liên tục trong người, cảm giác không thể tả nổi, đau đớn. Nó nhọt cổ nữa. Mấy giờ? Anh Đoan có thích được về với mẹ không? Thích về với mẹ mà mẹ không nuôi nổi, mẹ già rồi làm ruộng kiếm gạo ăn không đủ. Mà thích ở với mẹ thì ai cũng thích chứ. Thích ở với mẹ thật, ở với mẹ thích lắm. Anh có câu thơ nào nói về mẹ không? Em không sáng tác được. Em sáng tác mấy bài hát, mấy bạn kia đã quay hết trước đây rồi. Anh có sáng tác bài hát nữa? Mấy bạn kia quay hết rồi, lần trước quay trên điện thoại rồi. Có khi nào đây anh Đoan nhớ mẹ Đoan không? Dạ. Mấy giờ rồi anh trai? Như gia đình là Đoan là nhớ tất cả luôn. Gia đình Đoan có 6 thành viên rồi. Bố, mẹ, anh trai, rồi em gái, rồi em út là em trai. Nó lập gia đình hết, ở riêng hết, là mỗi người sinh được 2 đứa con hết rồi. Bây giờ qua video này mẹ anh sẽ coi được nè, anh muốn nhắn điều gì với mẹ anh? Dạ, thưa mẹ, trong xã hội này Đoan biết rất nhiều người có một căn bệnh riêng khác nhau. Và Đoan mong rằng những căn bệnh đó là sẽ trôi qua thật nhanh, không còn căn bệnh nữa. Và Đoan nhớ mẹ ạ. Anh nhớ mẹ hả? Dạ. Nhanh rồi đi về, tụi tôi còn ăn cơm. À. Bà chủ không
dám dọn cơm cho tụi tôi. Thôi vậy là tụi em sẽ quay trở lại. Xin lỗi ha, giờ này tới giờ ăn cơm đúng không? Dạ, không biết nữa. Bây giờ là 5 giờ. 5 giờ. Thôi để mấy à, như vậy là các anh em cũng sẽ đi về để cho các anh dùng cơm. Một cái câu nói khá là bất ngờ từ cái chú kia. Mọi người đến đây với mỗi cảnh khác nhau, chung quy lại là vì một tình thương yêu nào đó mà cô Hạc và chú Phước có thể dạ mới đấy cùng với chú để mà vượt qua những khó khăn để che chở những cái mảnh đời bất hạnh như thế này. Thì cái cô Duyên là đến từ ông chồng, anh chị Si nó kêu ba dẫn về nuôi để đầu một người thành vườn cừ rồi lại thành một cái trại lâu rồi, nhưng cô cũng không nhớ ngày tháng năm nào, nó lâu quá rồi. Mình chỉ có hiểu Duyên nuôi sao chứ mình không có nghĩ ngày tháng năm nào hết. Người đầu tiên đưa về cô có nhớ là người đó như thế nào không? Nói chung là họ cũng dữ tợn lắm, nhưng mà nó ở với mình thời gian rồi, bây giờ thấy các anh em họ cũng vẫn hiền lành hết, đó là cái điều quý nhất thôi. Nhưng mà cô chú có cái cách nào để mà dịu lại những cái lo lắng ở trong đầu, những cái tinh thần của họ? Nói chung cách là mình cũng không thấy cách gì, nhưng mà cái duyên nó đến với mình nuôi thôi. Chứ thực ra cách là mình cũng không có, mình cũng đâu có nghĩ là mình nuôi những anh em đây. Vậy những lúc họ lên những cơn giận dữ thì cô chú làm gì để xoa dịu họ? Thì cho họ uống thuốc. Uống thuốc? Khóa họ lại bớt đi. Khi họ tỉnh rồi mình cho họ ra rồi mình mới nói chuyện với họ. Có tâm sự với họ? Có chứ. Hàng ngày mình tâm sự chứ. Cái đó làm đúng làm sai chứ. Mình phải chỉ với họ chứ. Họ như một em bé mà chỉ thì làm, chỉ là quên mất à. Rồi 130 người như vậy, con nói thật chứ, ví dụ như gia đình mình nuôi vài người con là mình đã thấy rất là cực rồi. Đây là 130 người, với cái sức ăn và cái sinh hoạt của họ thì làm sao mà cô chú sắp xếp được hết? Thì nói chung là ngày họ ăn, ăn tập thể. Ví dụ mà báo thì mỗi người một tô, họ ăn chung với một tô vậy, mỗi người một tô. Ví dụ mình nấu thì bây giờ mình cũng vất vả, mình nấu một món cơm, một món canh với một món mặn vậy cho họ ăn là bình thường vậy thôi. Lâu lâu thì có ai đến thì cho họ ăn thêm một bữa ngon hơn một chút. Chính tay vợ chồng cô nấu? Thì cô nấu. Rồi cô đi làm hàng ngày. Làm sao mà nấu hết được bao nhiêu đó phần ăn, có ai phụ không? Có, mấy em người bà khỉ mạnh phụ. Ừ. Có nghĩa là người... Ngay cả các bệnh nhân luôn. À. Phụ chỉ người mà phụ cho chung với nhau, công việc. Mỗi người một việc, ví dụ biết người thì biết rồi, chỉ họ làm. Có những cái lúc nào mà họ gây nguy hiểm cho mình không? Cái đó thì cũng có. Chứ mẹ nói thật là họ cũng nghi là chư thần hộ trì, họ cũng hiền lành. À, chư thần hộ trì. À, anh em của tụi con đến đây á, thì được nghe cô tâm sự, cô có nói là do cái duyên từ ông chồng của mình. Thì con không hiểu cái câu đó là như thế nào hả cô ha? Thì cái duyên là từ ông chồng, là ảnh đi chạy xe á. Dạ. Ba dẫn con về nuôi. Thì đầu tiên nuôi một người thôi. Dạ. Đầu tiên nhà con nuôi từ trên nhà đây nè. Nhà đây bên đây sắp hư rồi. Sơn mới đưa xuống dưới kia. Dạ. À, con còn nghe được một tìm hiểu thêm một cái thông tin về cái trại, về cái ngôi nhà chung khá là đặc biệt. Đó là trước đây thì khi mà chú Phước đi chạy xe Bắc Nam á, thì chú gặp những cái hoàn cảnh hoạn nạn nào chú cũng đều giúp. Và trong đó có một cái trường hợp là gặp một người đó ở tử nạn bên đường, là chú lo lắng hết rồi chú mới đi đúng không cô? Có chứ, cái đó là hầu giờ ảnh làm từ hồi còn thanh niên à. Dạ. Ảnh thấy hoạn nạn hay là kia họ là đi giúp anh đi hỗ trợ người ta. Dạ. Trong cái những lần mà giúp đỡ trên cái đoạn đường dài như vậy á, thì có cái trường hợp nào mà gây cho chú ấn tượng mà nhớ nhất đến thời điểm bây giờ không cô? Có kể cho cô không? Thì hầu giờ thì cũng không có gây gì ấn tượng gì hết. Dạ. Chỉ cái tình thương mà đem đến cho họ thôi. Dạ. Và cơ duyên sao khi mà chú nhận như vậy, thì đối với một người phụ nữ mà nuôi cả gia đình thôi đã khó rồi, khi mà đem càng nhiều thì đối với chú nó có, đối với cô nó có sự khó khăn gì không? Có bao giờ là cô cự, ví dụ như đối với những người bình thường khác thì hỏi gia đình mình còn nuôi chưa xong, mình đem những người này về nuôi nữa, thì có bao giờ? Dạ. Bước đầu tiên có. Dạ. Bước đầu tiên là cô cũng cự á, cô cũng nói là anh làm gì anh làm chứ, người tâm thần mình đem về anh nuôi là nhà ra không biết đâu. Hồi lúc đó là còn mẹ, còn cha, còn mẹ chồng ở chung, con thì biết. Còn bây giờ thì nó cũng đã đỡ rồi.
Nhưng mà sau một thời gian đó thì mình thấy bất quá rồi, mình thấy họ cũng tội nghiệp, xong rồi mình đem cái tình yêu thương đó, nên là mình cũng không nghĩ gì nữa hết, mình cũng đồng hành cùng với chồng. Dạ. Cô yêu thương đến nỗi mà vì chăm sóc các anh ở đây á mà quên đi cái thời gian là bao nhiêu năm rồi. Cái động lực nào lớn nhất làm cho cô nó dành tình yêu thương lớn đối với các anh như vậy? Nói chung là mình đem họ về mình nuôi thì mình yêu thương họ, chứ còn cái chuyện động lực thì mình đã, nếu mà mình không có động lực, mình không yêu thương thì thôi, chứ mình cũng không có nuôi họ được. Có bao giờ túng quẫn lắm khi mà cái trại của mình, cái ngôi nhà chung của mình chưa được nhiều người biết đến, kinh tế thì phải lo trong gia đình, thì túng quẫn lắm mà không có thể hỗ trợ những cái phần ăn cho các anh, có bao giờ gặp cái cảnh đó không cô? Có chứ, từ đầu tiên, chứ còn bây giờ thì cũng đã đỡ rồi. Dạ. Bây giờ thì thông tin đại chúng có rộng rãi. Dạ. Và cái ngôi nhà chung của mình tên gì hả cô ha? Thì cứ gia đình, cứ thường thường người ta đặt là tại gia đình của anh Phước đó, tại gia đình nuôi dưỡng người tâm thần đó. Mọi người thường biết đến là trại tâm thần Hà Hữu Phước. Là tên của chú hả cô? Đúng rồi, tên của chú. Ở trong số 130 bệnh nhân này thì ai là người mà cô ấn tượng nhất? Cô không biết ấn tượng ai hết à. Cô chỉ ai cũng như ai thôi. Cũng bình thường vậy thôi. Trong tình thương mình không có nghĩ chữ hai chữ ấn tượng. Mình không có phân biệt. Mấy nhà biệt. Chung là bình đẳng hết. Bình đẳng thôi. Cạnh bên đây có một anh là anh Đoan. Anh đang ngồi để lắng nghe câu chuyện này nè. Anh ấy là một người mà nổi tiếng trên mạng xã hội. Thực sự thì tụi con cũng biết đến anh, cho nên là mới có cái cơ duyên để mà ghé đây luôn. Anh ấy, cái cơ duyên đến đây như thế nào cô? Adon, thì hỏi Adon hả chết, bình thường hỏi. Vậy chút trò chuyện với Đoan. Yeah. Nhưng mà anh ấy là một cái điểm rất là sáng ở trong số 130 người này bởi cái giọng hát đúng không cô? Thì đúng rồi, anh ấy là mê âm nhạc vậy. Vậy trong đây có bao nhiêu người ca hát hay như vậy, hoặc có một cái tài lẻ như vậy? Nói chung là tài lẻ hay ca hát là mình đã đo. Nhưng mà hát hay hát thì cũng nhiều người, hết người là tới người khác. Con muốn hỏi thêm một câu nữa là đa số ở đây là của các anh là gần ở cái tỉnh lân cận đây thôi hay sao? Hay là có những cái tỉnh xa từ miền Tây hay là ở ngoài miền Bắc vô nữa không? Có cái miền Bắc. Dạ. Miền Bắc, miền Tây thì có anh Vĩnh Long nãy đó. À, có một anh ở Vĩnh Long. Một anh Vĩnh Long. Và anh Đồng Nai. Anh ngoài Bắc đó là người Hà Tĩnh. Dạ. Người An, Thanh Hóa. Ai đưa đến đây cô cũng tiếp nhận hết? Không, mình phải tiếp nhận những gia đình hoàn cảnh khó khăn. Nếu mà ai tới mình cũng tiếp nhận hết rồi mình không có đủ sức là nuôi. Khi nãy tụi con thấy cũng có một cái sự phân tầng ra khá là rõ. Đó là một cái gian phòng có những anh ở trong. Và ở phía ngoài thì cũng có những anh đi lang thang ở ngoài. Như vậy thì những anh mà được tự do ở ngoài chắc là có cái tinh thần ổn định hơn. Nhưng mà có khi nào mấy ảnh lại đi, mình kiếm không được không? Cũng có chứ, nó đi với mẹ rồi họ cũng quay lại. Họ tự quay lại. Chắc vì đói á, vì đói, vì yêu thương, vì nhớ. Mình cũng biết làm sao. Nhưng mà rồi họ đi, mình cũng đi tìm kiếm họ. Nhưng mà rồi họ trọng cũng đưa đến trở lại hết. Cũng quay trở lại. Vậy bây giờ tụi con xuống cho phép tụi con xin thăm mấy anh. Trời. Nhưng mà có cái gì nguy hiểm cô có lưu ý cho tụi con không? Không sao đâu. Không sao hả? Cảm ơn cô vì buổi chia sẻ rất quý khi mà anh em của tụi con có mặt ở tại Gia Lai. Thì cũng mong rằng sẽ sau những cái đoạn clip như thế này á, nhiều cô chú những cái tấm lòng hảo tâm á sẽ quan tâm và cùng chung tay với cô để hỗ trợ những cái anh có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mà cùng chung tay vì một cộng đồng nó sẽ càng ngày càng đi lên. Đúng rồi. Dạ. Cô cũng cảm ơn, nhưng cô không biết nói gì.